Hello, chào anh em. Hôm nay mình có bộ PC mà sử dụng linh kiện cực kỳ chất lượng và lâu lâu rồi ấy, mình mới lại lắp trở lại một cái bộ mà NZXT nó đẹp như thế này, nên là chắc chắn là phải show với anh em xem rồi. Và bộ này thì lại có một câu chuyện muốn kể với anh em, đó là con cạc thị phi. Đây là gọi là con cạc thị phi và không phải công ty Aerotrix, vì có một đợt nó về một lô rất rất lớn và các bên là thi nhau phá giá con này, nên là mã này ấy, về giá nó thấp hơn so với cái giá trị của nó rất là nhiều. Tuy nhiên thì thời điểm hiện tại là con này đang cháy hàng anh em nhé, gần như là đã hết sạch cái lô mà giá thấp rồi đấy, nên là bây giờ mình không có hàng đấy, và bộ này mình phải đi mua hộ khách anh em nhé. Khá là hay vì là hết hàng bán rồi thì thôi, đành phải chịu là đi mua hộ khách thôi. Và đây mình có cái phiếu mua hàng đây đấy, mình cũng không ngại chia sẻ luôn, Memory Zone này, và giá là 14.990.000 đấy, 14.990.000 cho một con 3070 Ti Aerotrix. Còn ấy, cái thời điểm mà nó đang hot mà nó đang sẵn hàng ấy thì nó sẽ chỉ loanh quanh trên dưới 14 triệu thôi đấy. Thì bây giờ là anh em muốn mua thì cũng rất là khó để mua ấy, vì là cũng không còn nhiều đại lý còn hàng đâu. Nên là có một thời gian mình có bảo là anh em build con này sớm đi chứ không là nó hết hàng, và bây giờ thì nó hết hàng thật đấy. Và các linh kiện khác thì mình sẽ show cho anh em xem về các linh kiện khác. Bộ này thì khách dùng khá là đa năng, vừa làm việc này vừa chơi game, và yêu cầu là phải đẹp với NZXT, nên là linh kiện ở bộ hôm nay nó cũng khá là đẹp. Và lại xuất hiện cái combo main chip rất rất quen thuộc với anh em luôn, đó là 12.600K và B660 trừ Aerotrix. Đấy thì cái combo này mình sẽ không nói lại nữa. Chip thì làm việc chơi game đều quá đỉnh rồi, main thì quá đẹp trong tầm giá. Đấy, không phải nói nhiều. Con main là mình cũng còn khá là ít, anh em nào mà muốn dựng thì có thể dựng sớm trong thời điểm hiện tại, vì là main này nó cũng về theo kiểu từng lô một đấy. Hết lô là nó sẽ hết hàng và lại phải chờ một thời gian nữa thì nó mới có hàng trở lại. RAM bộ này dùng 32GB RAM và RAM rất rất đẹp luôn. Rồi, kit Dominator Platinum RGB 32GB. Và hiện tại cái kit này ấy, nó có giá khá là dễ chịu, chỉ khoảng trên 4 triệu. Trên 4 triệu một chút là anh em đã có một kit RAM Dominator rất rất đẹp 32GB RAM rồi. Và con này là bớt 3.200. Nhiều anh em hỏi là có 3.600 hay không, thì mình trả lời luôn, đó là hiện tại thì nhà phân phối về Việt Nam là không có bớt 3.600, chỉ có 3.200 thôi. Tiếp đến là phần vỏ nguồn tản, thì mình nói cái nguồn trước đi, vì là cái nguồn nó không liên quan gì đến vỏ với tản lắm. Cái nguồn hôm nay nó hơi lạc loài một chút, đúng ra nếu mà dùng nguồn NZXT thì nó sẽ đồng bộ hơn. Tuy nhiên thì đây là một cái mã nguồn rất là ngon của Corsair, nên là mình sẽ dùng luôn. Đây là con RM750E, là một mã mới về nhất của Corsair trong năm 2022, và mã này thì nó là thiết kế gọn gàng hơn này và fan chống ồn hơn. Đấy, thì mình có nói ở nhiều video trước rồi thì mình sẽ nói lại nhanh cho anh em xem thôi. Còn bản chất nó vẫn là 750W và 80 plus gold. Còn cái vỏ và cái tản hôm nay rất đẹp luôn. Vỏ là H510 Elite anh em nhé, và là màu đen. Đấy, kết hợp với cả cái Z63 RGB. Đây anh em nhìn thấy gì chưa? Màn hình luôn nhá. Con này tí mình lại cài mấy cái hình hay hay cho anh em xem. Kết hợp giữa H510 Elite và Z63 thì mình cũng đã từng kết hợp rồi, và anh em để ý nhé, cái H510 Elite nó đã có sẵn hai fan trước là hai fan 140, nên khi mà lắp cái tản nhiệt nước này vào ấy thì mình sẽ chỉ cần úp cái rad này vào phía trước thôi, còn một cái fan 140 dư ra mình sẽ lắp ở trên nóc, và phía sau nó chỉ lắp được fan 120, nên là mình sẽ dùng một cái fan 120 lẻ ở bên ngoài để lắp ở phía sau cho nó full fan. Như vậy là bộ này sẽ dư ra một fan đấy, dư ra một fan của cái tản nhiệt nước, thì anh em có thể giữ lại để backup cũng được, không sao cả, hoặc là có thể bán trên chợ đấy, kiếm thêm một ít. SSD thì thôi không nói lại nữa nhá. NM620 1T đấy, con này thì mình dựng rất là nhiều rồi. 1T thì thoải mái cho anh em cài win này, cài game rất là thoải mái dư giả luôn. Anh em nào mà thích Gen 4 thì có thể lên Gen 4 luôn. Hiện tại thì con Gen 4, ví dụ như là con KC3000 của Kingston ấy, đang có mức giá khá là hợp lý và tốc độ rất là cao, thì anh em có thể thêm một chút tiền để lên Gen 4 cũng được. Và chắc chắn rồi, bộ đẹp như thế này thì bắt buộc phải có dây nối dài rồi, và vẫn là cái bộ dây nối dài đen xì xì, một dây 24 pin và 3 dây 8 pin.
cho cả bộ ngày hôm nay. Đấy, như vậy là mình đã điểm danh xong hết tất cả những cái linh kiện của ngày hôm nay. Và bây giờ mình sẽ tiến hành lắp đặt và sẽ show cho anh em xem là sau khi lắp xong nhìn nó sẽ như thế nào. Mình đã thấy là bộ này nó khá là đẹp rồi đấy. Rồi, chiến thôi anh em. Và đây là cấu hình PC sau khi đã lắp xong. Một bộ PC rất đẹp đến từ NZXT. Lâu lâu rồi mình chưa lắp lại cái form này. Nó là cái form mà dùng H510 Elite thì kết hợp với cả một con Z63. Anh em nhìn luôn này, đó là tận dụng luôn hai cái fan 140 của cái vỏ này này. Mình sẽ úp cái rad của con Z63 vào đây và sẽ lấy một fan của Z63 lắp lên trên nóc. Đấy. Anh em nhìn trên nóc nhá. Và mua thêm một fan lẻ lắp ở phía sau. Như vậy là anh em đã có một bộ PC full fan NZXT rất rất đẹp. Và tất cả những cái fan này thì anh em có thể chỉnh hết được trên phần mềm NZXT Cam. Và đặc biệt là cái Z63. Đặc biệt của dòng Z luôn là cái màn hình rất rất đẹp. Ai cũng thích cái màn hình này luôn. Đấy, hôm nay mình cài hình Son Goku rất đẹp luôn. Mình thì khá thích Dragon Ball nên là mình hay cài những cái hình này. Còn khách hàng về thì hoàn toàn có thể tùy biến trên phần mềm được. Anh em có thể set hiển thị nhiệt độ CPU này, nhiệt độ GPU hoặc là rất nhiều thông số khác cũng được. Bộ này thì mình nói qua một chút về thiết kế nhỉ. H510 Elite thì chắc anh em cũng rất là quen rồi. Mặt dưới là mặt phẳng này, mết. Còn cái mặt trên này này là mặt kính. Và cái mặt hông của nó cũng là mặt kính. Đây là một cái thiết kế mà lúc nó mới ra ấy, nó rất đột phá. Tuy nhiên thì đợt gần đây là NZXT ra con H7 cũng là một mã mà rất rất đẹp. Hy vọng là sắp tới sẽ có anh em dựng con H7 Elite trên kênh của mình để mình show cho anh em xem. Con H7 Elite rất rất đẹp luôn. Còn bên trong thì vẫn là con main B660-A Rockchick màu trắng này, tản giáp màu bạc này, RAM Dominator màu đen này. Nếu mà 4 thanh thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì 4 thanh thì giá hơi cao. 2 thanh, mỗi thanh 16GB, tổng là 32GB cũng rất là dư giả để dùng rồi. Và đây là con cạc thị phi. Con cạc này mình đã phải kiếm rất là khó. Mà đúng ra là không phải mình kiếm đâu, mình kiếm không có được ấy. Nên là mình có bỏ khách là tìm thì mình sẽ đi mua giúp. Và khách có search được ở trên Memory Zone là còn hàng. Nên là mình có nhờ bạn kỹ thuật đi mua hộ. Chứ còn con này bây giờ mình cũng đang hết hàng rồi. Và mình cũng đang cố gắng tìm thêm. Hy vọng là sắp tới mình sẽ tìm thêm được một chút hàng để build cho anh em. Đấy, lúc thì nhiều mà chả ai build. Đến lúc mà hết sạch rồi thì lại rất nhiều người hỏi, lại rất là khổ. Mình sẽ show lại một lần nữa tổng thể cả bộ PC cho anh em xem nhá. Đấy, đây là một cái form mà đẹp. Anh em có thể bày trang trí ở góc làm việc. Nhìn cái bộ này thì có thêm hứng thú để làm việc luôn. Cấu hình thì cũng rất là khỏe với 12600K này, 32GB RAM này, 3070 Ti. Và bộ này thì nó đắt tiền ở cái dàn là vỏ này, tán này và fan. Đấy. Như vậy là mình đã show nhanh cho anh em xem về cái cấu hình PC ngày hôm nay. Hy vọng là anh em sẽ thích bộ này. Và anh em nào mà có nhu cầu build PC thì cứ liên hệ mình qua Zalo, Facebook. Mình để dưới phần mô tả, mình sẽ tư vấn chi tiết hơn cho anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em ở những bộ PC tiếp theo.